Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 12 tháng 4 trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng sốc lên mức 2.385,8 đô la Mỹ một ounce tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Trước diễn biến của giá vàng thế giới, ngay lập tức giá vàng trong nước SJC tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng lên 85 triệu đồng một lượng. Cụ thể vào 9 giờ 16 phút, giá vàng trong nước tăng mạnh so với phiên hôm qua Hiện giá vàng 4 số 9 của SJC tăng thêm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức kỷ lục là 85 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC được niêm yết ở mức là 83 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 85 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tức là tăng 1 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tại đây cũng tăng tiếp lên mức là 75,2 triệu đồng một lượng mua vào và 77,1 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra. Tại Doji, giá vàng SJC niêm yết ở mức là 82,8 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 84,8 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra. Giá vàng nhẫn trơn ở mức 76,2 triệu đồng một lượng chiều mua vào, 78,25 triệu đồng một lượng chiều bán ra là tăng 1,8 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Trước bối cảnh giá vàng tăng nóng như hiện nay, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xử lý ngay và luôn tình trạng chênh lệch giá vàng quá cao, không để ảnh hưởng đến tỷ giá. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 160 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ, Cụ thể Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước, chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định, can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao. Bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ điều hành theo quy định pháp luật quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường việc này nhằm bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có không ảnh hưởng đến tỷ giá dự trữ ngoại hối nhà nước không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá trả lời báo chí sáng nay 12 tháng 4 phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thanh hà cho biết trong thời gian vừa qua trước diễn biến phức tạp của thị trường trong nước và thế giới giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, tranh lệch cao với giá quốc tế. Để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên toàn quốc. Ngoài ra, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 160 với thị trường vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao của giá vàng trong nước với giá thế giới đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ bên cạnh đó ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý thực hiện ngay công tác nắm tình hình thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng Đối với hoạt động thanh tra, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành đã thành lập xong đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng 4 này. Nhưng ngày nay, việc giá vàng thế giới liên tục tăng cao, cộng thêm biến động cung cầu từ tâm lý đám đông khiến người dân đổ xô đi mua vàng tích trữ với kỳ vọng giá vàng còn tiếp tục tăng cao. Lượng cầu vượt quá cùng đã khiến nhiều cửa hàng lâm vào tình trạng không có hàng để bán trong một số thời điểm trong ngày. Trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngay từ sớm đã có rất đông người dân xếp hàng đến giao dịch, trong đó đa phần là khách mua vào. Tuy nhiên theo phản ánh của một số khách hàng, do số lượng người mua mấy hôm nay quá đông nên một số cửa hàng đã tạm thông báo hết vàng nhẫn vì nhu cầu khách tăng đột biến so với trước đó. Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước những ngày gần đây đang tăng quá nhanh so với đà tăng của giá thế giới do hiệu ứng tâm lý và người giữ tiền đã có cảm giác sốt ruột khi giá vàng tăng liên tục không có điểm dừng. Bên cạnh đó nguồn cung có phần hạn chế hơn khi xuất hiện thông tin đề xuất cho nhập vàng theo đường chính ngạch mặc dù cơ quan quản lý vẫn chưa cấp phép. Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng có thể biến động mạnh trong thời gian tới, do đó người dân cần theo dõi sát diễn biến thị trường để quyết định mua và bán ra hợp lý, tránh thua lỗ lớn khi mua vàng ở giá đỉnh và bán khi vàng đang lao dốc. 8 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng là 2.385,8 đô la Mỹ một ounce, tăng 42,8 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức là 2.405,3 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21 giờ ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức là 2.343 đô la Mỹ một ounce, nghĩa là tăng 0,44% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6 năm 2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức là 2.354,3 đô la Mỹ một ounce. Trong bối cảnh tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng dữ dội như vậy, thông thường vàng sẽ bị bán tháo rất mạnh và giảm sâu. Vậy tại sao vàng không giảm mạnh theo đà tăng giá của đồng đô la Mỹ? Dòng tiền vẫn cứ đổ vào mặt hàng kim loại quý này. Trên thực tế, dự báo về sức nóng chưa nguôi của cơn bão vàng gần đây được đề cập nhiều. Vàng vẫn là loại tài sản trú bão khi lạm phát cao và thế giới luôn đối mặt với rủi ro bất ổn cũng như bất định. Ngay trước khi Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 3, chuyên gia kinh tế tại Blue Line Futures Philip Stribel cho rằng đà mua vàng vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trừ khi lạm phát nóng hơn rất nhiều so với dự kiến. Một báo cáo ổn định hơn có thể đẩy giá vàng lên mức là 2.400 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là 2.500 đô la Mỹ một ounce. Đây không phải là lần đầu tiên vàng không bị nhấn chìm bởi áp lực chốt lời. Hôm 8 tháng 4, giá vàng thế giới đã lập đỉnh cao kỷ lục mới dù thị trường ghi nhận sự xuất hiện của yếu tố chặn đà tăng của mặt hàng kim loại quý thông tin căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt khi đó đã không khiến vàng suy giảm. Trên thực tế, các số liệu cho thấy sức cầu đối với vàng trên thị trường quốc tế là rất lớn. Dẫn dắt cho đợt tăng giá vàng kéo dài lần này là hoạt động mua dòng vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Bên cạnh đó, các ngân hàng đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia cũng không ngừng mua vào. Thế giới vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn khó lường giới đầu tư không chỉ lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Ukraine, Trung Đông mà còn về mâu thuẫn Mỹ Trung. Năm nay hơn 60 quốc gia có các cuộc bầu cử, trong đó có Mỹ với cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên tổng thống là Joe Biden và ông Donald Trump. Dòng tiền đổ vào vàng có thể còn gia tăng khi các nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân theo các ông lớn ngân hàng trung ương các nước tham gia vào đầu tư vàng. Cơn bão tăng giá vàng gần đây được thúc đẩy chủ yếu bởi dòng tiền từ Châu Á, trong khi phương Tây chưa nhập cuộc các nhà đầu tư phương Tây được dự báo sẽ đổ tiền vào vàng khi Mỹ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Mới đây, ngân hàng HSBC dự báo giá vàng sẽ giao dịch trong phạm vi rộng từ 1975 đến 2500 đô la Mỹ một ounce trong năm 2024. Và theo dự báo của nhiều chuyên gia, những lo ngại rủi ro địa chính trị trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn cùng một loạt cuộc bầu cử sắp tới sẽ là các yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá vàng. Will Rhyme giám đốc điều hành của Granite Shares cho biết nhu cầu vàng trong năm 2024 rất mạnh nhờ hoạt động mua của ngân hàng trung ương các nước. Ngoài khu vực phương Tây, các ngân hàng trung ương khác mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng đô la Mỹ và nhân dân tệ của Trung Quốc không ổn định.